Âu Thiên Vũ, 25 tuổi, quê Vĩnh Long, mang theo hung khí, chạy xe máy rồi xông vào nhà người dân cướp điện thoại và tiền để tổ chức sinh nhật cho con. Lúc đầu, những số tiền bị cướp là 3 triệu đồng không nhiều nên nạn nhân không trình báo công an. Đến ngày 17 tháng 12, gia đình của nạn nhân biết chuyện nên đã trình báo cơ quan chức năng. Làm việc với công an bằng đối mặt ngân lệ, bị can Vũ thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và khai nhận do cần tiền tổ chức sinh nhật cho con nên mới làm liều. Netizen sốc khi TikToker 59k followers Huyền Phạm khóc nước nở tiết lộ nạn nhân vụ ba mẹ con ra đi mãi mãi do cháy là Hoa đòi nợ. Cái gì? Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ khi TikToker 59k followers Huyền Phạm người nổi lên với những clip quay cảnh đòi nợ bá đạo đã đăng clip khóc nước nở tiếc thương người em thân thiết là Hoa đòi nợ. Theo Huyền Phạm nói, Hoa đòi nợ là nạn nhân trong vụ ba mẹ con ra đi mãi mãi do cháy nhà ở Thổ Tang, Vĩnh Phúc xảy ra vào sáng hôm qua, ngày 24 tháng 12. Ông trời bất công ạ chị ơi. Các chị còn nhớ con bé Hoa mà lúc Tết nó đi đòi nợ của mẹ của chị. 4 giờ sáng hôm qua mọi người, 4 giờ sáng hôm qua nhà nó cháy. Mất cả ba mẹ con rồi mọi người ạ. Vừa hôm qua nó vẫn nhắn tin cho em là chị Huyền ơi, 28 Tết chị em mình lại đi đòi nợ. Các chị có nhớ con bé Hoa? Con bé Hoa mà lúc đầu làm nó quay video, nó quay này chị mới đi đòi nợ cùng em không? Nếu mà chị nào mà hay xem các video đòi nợ của em thì các chị sẽ biết cái con bé Hoa đấy, nó tốt lắm. Sinh năm 97 thôi. Nó chăm chỉ làm ăn kinh khủng, chăm chỉ lắm. Tất cả những đứa mà cho con Nguyễn Thị Huyền có rồi liên bàn kia vay tiền đều là những người chăm chỉ, làm ăn từng xu từng đồng. Có tiền nó cho bạn thân vậy. Cái Hoa này nó là bạn thân của cô Nguyễn Thị Huyền có rồi liên bàn, chơi thân với nhau lắm rồi ạ. Cho nó vay 1.2 tỷ, bạn thân nó nửa mất. Bạn thân đến mức độ đi đẻ còn đi chăm nhau. Mà bị con Huyền này nửa mất tiền thì Tết năm ngoái là em mới nói đi đòi nợ đấy. Các chị có nhớ cái con bé mà Tết năm ngoái đi đòi nợ cùng với em không? Đêm 4 giờ sáng nhà nó bị cháy các chị ạ. Ông trời không có mắt các chị ơi. 4 giờ sáng nhà nó bị cháy, mất cả ba mẹ con. Nó sinh năm 97 các chị ạ. 4 giờ sáng qua nhà nó cháy. Chồng chạy ra đưa con hai mẹ con với cả cái Hoa là mất. Tức là mất cả ba mẹ con. Hoa sinh năm 97, còn con một đứa 7 tuổi, một đứa 3 tuổi, nó khôn lắm. Mà cái Hoa nó chăm chỉ làm ăn lắm chị ơi. Vừa hôm qua vẫn nhắn tin chị ơi chị, mai em và chị đi đòi nợ nhá. Sao mà ông trời ác vậy mọi người ơi. Sao con nợ nó sống nhé, sống nhởn mà đứa nó chăm chỉ làm ăn mà bị khổ như vậy mọi người. 4 giờ sáng chứ không phải là đêm đâu mà bà không biết. Nhưng không hiểu vì sao cháy mà hai mẹ con không chạy ra, ba mẹ con chạy được. Đau quá các chị ơi.